mọi người ơi, mình đang trên đường từ mẹ chồng về nhà mình. Thế là đi qua cái ngôi làng này này, từ xa xa thấy có 3-4 người là đang lúi húi cặm cụi không biết làm cái gì. Thế là mình cũng tò mò dừng xe lại ngay bên lề đường. Thế là mới phát hiện ra là các cô chú ở đây là đang chuẩn bị, đang trồng hành mọi người ơi. Cái hành này gọi là hành tây nha. Cái công việc này thì hiện tại là chị Nguyệt nhà mình đang làm, mà hôm trước chị kêu vất vả mệt ấy, thì mình lại không đến nơi để mình xem được, tại vì người ta nói là ảnh hưởng đến công việc, người ta không cho mình đến. Thế là mình cũng tò mò đó, rồi nhìn thấy cái cảnh trồng hành tây như thế nào đâu. Thế là bảo tạt qua xem. Chỗ này là có hai người, đều là người Thái Lan nha, mình nói tiếng Hàn người ta không hiểu ấy. Hai chị này là đang cặm cụi cúi xuống để trồng từng cây hành một như này này. Nhìn xa xa này như kiểu là cái cây hành ta, thì nhưng mà hóa ra nó lại là hành tây. Còn đằng xa xa kia là bà chủ nông trại đang cũng trồng hành cùng với lại con gái. Vừa thuê người xong bản thân cũng làm luôn mọi người. Tại vì kiểu người ta tiết kiệm cái tiền trả cho nhân viên, cho công nhân như này này. Với lại mình thấy khác một chút là khác với hai người Thái Lan vừa nãy, thì ở đây lại có một cái dụng cụ để trồng hành trông rất là tiện lợi nha mọi người. Nó như kiểu dạng cái phễu ấy. Thế xong rồi một người thì nhét vào, một người thì cắm vào đây. Đó, cái người đang cầm cái thanh kia là con gái, đang ra ngoài đồng giúp mẹ đấy. Nhìn rất là lạ lùng, mình lần đầu tiên mình thấy cái này luôn ấy. Thế là hỏi chị Nguyệt thì chị bảo là cũng chỗ chị làm ấy thì cũng có những cái dụng cụ như này này, để mình nhiều khi mình ngồi lâu quá thì mình có thể đứng lên mình làm cho nó nhanh. Tiện có bà chủ đây thì vừa nãy mình có hỏi tế nhị là lương trả cho người Thái Lan kêu làm bao nhiêu tiền một ngày, thì người ta nói là cơm là người ta tự mang đến thì là 100.000 won nha mọi người ơi. Hiện tại thì là tương đương với tầm 1.800.000 đến 1.900.000 tiền Việt là trong một ngày, làm từ 10 tiếng cho đến 12 tiếng ấy. Công việc thì cứ cả ngày ngồi trồng hành như thế này thôi. Thế là cô chủ cô ấy bảo là nhà cô ấy là trồng nên là ít ấy, còn những cái người khác là người ta quy hoạch cái kiểu dạng quy mô lớn mọi người, thì phải cần nguyên một nhóm người Việt Nam đông, nhưng mà cô chỉ cần hai người làm trong 3 ngày là đủ rồi. Thế là sau một lúc hỏi chuyện thì là mình đang đi qua chỗ một cái cánh đồng bên cạnh nữa. Chỗ này thì là người ta đang trồng cải thảo, mà nhìn nó xanh dần, mà nhìn xa xa rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cây nào cây đấy là nó nguyên bẹ, mà nó không có bị sâu hay là bị hỏng gì hết ấy. Đều gọi là như một luôn. Với lại trồng cái cải thảo thì rất là nhanh nha mọi người, chỉ tầm 3 đến 4 tháng là mình có thể thu hoạch được rất là nhiều rồi. Bây giờ là đến giờ 12 giờ trưa là chỗ kia là người ta chuẩn bị đi ăn cơm mọi người. Xong rồi sang tiếp bên cạnh đây nữa thì lại có nguyên một cái vườn nho. Vườn nho hiện tại ở bên Hàn Quốc thì là hết mùa rồi, cho nên là cái lá của nó bắt đầu ngả vàng như thế này. Xong đến mùa đông thì lại họ lại có cái công việc chặt cái thân của nó đi để mùa xuân sang năm nó nảy ấy. Chỗ hồng này thì còn đúng 3 quả mà không ai hái. Đi qua nhìn dễ thương, thế là bảo là tạt qua quay cho mọi người xem biết cái cảnh nông thôn ở bên Hàn Quốc như nào ấy. Hôm nay thì là người ta đã thu hoạch lúa xong xuôi đầu đuôi hết rồi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video này nhé. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo.